người Thái lại nếm trái đắng vì bóng đá Việt Nam. Bóng đá Thái Lan thêm một lần nhận tin không vui khi cạnh tranh cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố bảng xếp hạng các giải đấu trong châu lục. Theo đó, V-League được xếp trên Thái League ở bảng xếp hạng lần này. Mùa giải năm nay, hai câu lạc bộ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại các giải châu Á. Viettel FC vào tứ kết AFC Cup 2022 trong Hoàng Anh Gia Lai có những trận đấu hay. Tại AFC Champions League 2022 nên V-League được cộng thêm 10,6 điểm, nâng tổng điểm tích lũy lên 46,656. Với số điểm trên, V-League đứng thứ 5 ở khu vực Đông Á sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Malaysia, trong khi Thái League xếp hạng 6. Từ mùa giải năm sau, suất tham dự AFC Champions League của đại diện Việt Nam được phân bổ nhiều hơn Thái Lan. Cụ thể, Việt Nam sẽ có một suất chính thức vào vòng bảng AFC Champions League và hai suất đá play-off, trong khi Thái League chỉ là một đội đá vòng bảng và một đội đá play-off. Đây là thông tin chẳng mấy vui vẻ với bóng đá Thái Lan bởi thời gian qua, các cấp độ đội tuyển của bóng đá xứ chùa vàng luôn lép về khi đối đầu Việt Nam. Trong năm 2022, Thái Lan thậm chí còn chưa thắng được trận nào trước Việt Nam ở mọi cấp độ.